Rạng sáng ngày 25 tháng 9, tỉnh lộ 721 nối quốc lộ 20 với huyện Cát Tiên, Lâm Đồng đã bị sạt lở nghiêm trọng. Một nửa nền đường đã bị hư hại hoàn toàn. Đoạn sạt lở tại km 29+900 tỉnh lộ 721 qua địa bàn xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng làm gián đoạn giao thông không chỉ xảy ra ở huyện Cát Tiên mà còn ảnh hưởng đến một phần huyện Đạ Tẻ giáp huyện Cát Tiên. Ông Tống Giang Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ cho biết những ngày qua trên địa bàn huyện Đạ Tẻ mưa to, kéo dài khiến lượng nước chảy về qua cống thoát nước ở vị trí nói trên quá xiết và lớn khiến phần đường hướng từ trung tâm huyện Đạ Tẻ vào huyện Cát Tiên bị sạt lở. Vết sạt khá rộng, ăn sâu vào lòng đường tạo thành một hố sâu, điểm sạt lở kéo dài khoảng 15 mét. Hiện tại dòng nước vẫn chảy xiết nên địa phương đã giăng dây, đặt biển cảnh báo để hạn chế phương tiện lưu thông. Trước mắt sẽ đặt cống hoặc làm cầu tạm để thông xe xuyên suốt từ quốc lộ 20 vào huyện Cát Tiên. Tỉnh lộ 721 là tuyến đường nối quốc lộ 20 đi qua các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻ và Cát Tiên.